thầy phó hiệu trưởng tử vong cạnh mộ cha, thi thể nhiều vết cháy. Khi vào nghĩa địa xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, ông Tê bàng hoàng phát hiện em trai mình tử vong cạnh mộ cha, thi thể có nhiều vết cháy. Trưa mùng 7 tháng 4, nguồn tin của Vietnamnet cho biết, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên địa bàn. Danh tính nạn nhân được xác định là ông NDH, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông NDT, sinh năm 1970, trú đội 1, thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, ra khu vực nghĩa địa thôn Thủy Ba Hạ thắp hương. Khi đến gần khu vực mộ cha, ông Tê bàng hoàng phát hiện em trai mình là ông NDH đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết cháy. Cạnh hiện trường khoảng 15 mét, ô tô của ông H đỗ bên đường. Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trước khi tử vong, ông H giữ chức phó hiệu trưởng trường THCS và THPT Bến Hải. Chúng tôi nhận được thông tin sáng nay và cảm thấy bàng hoàng. Trong quá trình giảng dạy cũng như làm công tác quản lý, thầy H được đánh giá hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Trong chiều nay, lãnh đạo sở sẽ cử đoàn về trường để nắm thông tin cụ thể, bà Hương cho biết.